một băng ra và điều 3 cùng lỗ cơ, nhưng mà không các bạn ạ. Vâng, và có lẽ là tình huống này sẽ là điều 3 ra cùng lỗ với, à điều 4 ra cùng lỗ với 3, chính xác rồi. Tay cơ Quý Phùng đến từ Ba Vì các bạn ạ. Xếp 6-8. Cố gắng kiểm soát con bi chủ và con bi số 6 ở cái lỗ kia. Vâng, rất tốt các góc đó luôn. Rồi, thế này là 2-0 được rồi. Này có lẽ là cô Bin Trung sẽ đẩy cu lê lên và ăn 4 vào lỗ góc. Lỗ giữa thì nó hơi chi tiết về lực quá. Ăn được cái người spam các bạn ạ. Mà thôi kệ đi các bạn ạ. Khi mà mình lờ người ta đi thì cũng sẽ chắc là người ta cũng thôi đấy. Hy vọng là thế. Đa phần là không giàu. Thế cho nên là khi mà có những cái giải đấu như thế này thì là cơ hội cực kỳ tuyệt vời. Các bạn có thể đến mua vé trực tiếp được. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có bán áo thi đấu phiên bản giới hạn dành cho giải đấu này nữa. Rồi, 4-0 rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta lại cùng nhau dự đoán nhé, như là trận đấu Copy chung với cả Aloysius Jeff. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán để xem được là khi nào rất có thể sẽ là 5-0 cho Copy chung. Hay. Hay. Thật ra tôi là gián điệp do anh Phùng Quý cài vào. Ồ, lấy má bị số 5 này trông hơi mệt. Thì đều phải đóng lệ phí hết các bạn ạ. Đây rồi, có một bạn nào đấy mà dự đoán là ván thi đấu thứ 5 Phùng Quý sẽ có điểm, là anh Quý đã số bán cho học trò của anh ý rồi. Và cây này thì là một cây Willy Moscone mà thôi, chứ không phải là cây của Pichor. 2-1-4. Phí là 250 đô cho giải này các bạn nhé. Tương đương với khoảng 6 triệu tư tiền Việt Nam. Tốt. Chủ luôn. Chất thực sự. Đây, và tôi bây giờ tôi tìm cái event info cho anh em nhé về giải đấu này. Tổng giải thưởng là 200.000 đô, giải nhất là 30.000, giải nhì là 15.000. Bởi vì sao? Bởi vì đánh và kiểu rất mông lung ấy. Cái đường bi vừa rồi của Cupi Trung nó cực kỳ là mông lung. Bây giờ chúng ta đến với cú nhảy bi của anh ý. Và các bạn hay nói là Copy Trung nghiện, nhưng mà có lẽ là nghiện vỗ tay. Vâng. 5-1. Bạn Mr. Sung hết giải ở thanh lý không thì anh em cùng chờ xem ở trên page của DPQ nha anh em nhé. Dũng Phạm ấy ạ.
Diamond. Nhưng mà nó sẽ khác theo kiểu là con bi nó va vào băng rồi cái tốc độ ra của con bi hay là góc ra nó sẽ khác một tí chút. Mà thực ra là những cái tay cơ chuyên nghiệp này thì người ta cũng sẽ kiểm soát được mà thôi. Còn thêm một điều nữa là với những cái con bi mà chỉ đơn giản là cái việc đưa bi vào lỗ, mình cảm thấy nó dễ hơn bàn Diamond. Còn về cái việc băng ra nó như thế nào thì mỗi bàn nó sẽ mỗi khác nhau. Cái việc mà ăn con bi vào lỗ thì gần như là bàn nào cũng mình thấy cũng tựa tựa như nhau thôi. Matchroom thì lỗ góc của nó sẽ có độ rộng là 10,16 cm. Đây hình như là MC Khánh Linh thì phải vào cái giải đấu này. Ngoài ra thì các tay cơ trẻ Việt Nam cũng có những cái cơ hội rất lớn để được cọ sát. Nào một tình huống A băng. Em nào. Vâng, má mà nó hơi dưới một tí thì có lẽ là đẩy cu lê một băng và ra 6 lỗ giữa với tay trái. Đúng là giờ xem luôn anh em, đúng chưa? Anh em có công nhận với tôi là giờ xem không? Vâng, tình huống với cái... Không, bình luận viên mà tham gia năm sau khi mà mình biết được chắc chắn là gần cái giải đấu này sẽ diễn ra thì mình sẽ để tiền và tham dự. Bởi vì muốn tham dự một cái giải đấu như thế này thì mình sẽ phải xin nghỉ làm đến tận 6 ngày các bạn ạ. Rất có khả năng nếu mà mình đi đánh thì mình sẽ vào được đến tận trận chung kết. Yêu thích với cả cái việc và bình luận bia thì các bạn hoàn toàn có thể thử sức. Đợt trước thì bên Việt Content hay là web thể thao này nè thì cũng có tuyển Trần. Bình luận viên Cường Trần có rất nhiều gậy đẹp các bạn nhé. Và nữa là một người nữa đó là Duy Anh. Duy Anh thì các bạn chắc cũng biết được đến qua cái bắn bi TV á. Rồi, điều bi số 7 hay. Cực kỳ là đẹp, đến từ cô Bình Trung. Rồi, 7-2, cô Bình Trung chạm lên điểm hưu của trận đấu một cách dễ dàng quá các bạn ạ. Trận đấu này cô Bình Trung bắn trượt tùm lum ra mà vẫn rất khó. Con này chắc là hết đường. Rồi, thủ thế này thì... Đồ ác độc. Trời ơi. Cô Bình Trung ơi, quả táo sẽ đến với mi. Các bạn nói tôi mới để ý đến số lượng view này. Thật ra thì bình thường những cái trận đấu phát trên YouTube này thì cái lượng view mình cũng thi thoảng không để ý lắm. Thực ra là mình hay để ý những trận view, những cái trận mà có Hoàng Sao các bạn ạ. Nói thực sự là như thế. Hoàng Sao đem đến một cái số lượng view cực kỳ là lớn. Lúc nào cũng vậy. Cái người mà hôm nay thi đấu với bình luận viên Anh Quang thì không phải là mình. Một người rất giống mình các bạn ạ. Vừa rồi thì mình cũng đã xin chụp ảnh với cái tay cơ đến từ Brunei đó, với cái góc cam từ nghiêng.
Ui. Một cú A-băng có lẽ là đóng hòm trận đấu này rồi. Đóng hòm rồi. Nào, còn hai con bi cuối cùng để kết thúc. Thì trước khi cô Pin Chung bắn hai trận đấu này thì anh em nán lại một tí nhé, để tôi ra hỏi bên kỹ thuật là có phát sóng trận đấu tiếp theo hay không. Rồi, như vậy là kết thúc trận đấu và sau đây cũng không còn trận đấu nào nữa các bạn nhé. Anh em chúng ta có lẽ là sắp xếp để nghỉ ngơi thôi. Đi ngủ thôi anh em ơi. Ngày mai còn bắt đầu một ngày mới. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với mình trong trận đấu này và hẹn gặp lại anh em vào những trận đấu sau. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng điều đó là một điều hoàn toàn hợp lý với tính chất của một trận show match. Vâng, một đường điều 3 băng rất hay tới từ FNRS. Tình huống vừa rồi tôi chưa kịp nhìn xem. Vâng, và đã là 1-0 dành cho FNRS. Rồi, với cái má con bi số 2 và con bi số 9 về sau lưng bi mục tiêu số 4 và 5. Rồi, chúng ta đã thấy được một tình huống uốn lượn đầu tiên tới từ FNRS. Bi số 3 thế nào đây? Có mất đường hay không? Vâng, cú A-băng vừa rồi có ý đồ là gì vậy? Tôi nghĩ là một tình huống chạy đạn muốn kéo con cái về phía xa màn ảnh của chúng ta. Tuy nhiên là không thành công tới từ FNRS.
Đây rồi, đây rồi. Từ vâng. các cổ động viên đang có mặt trực tiếp tại khu vực thi đấu, có lẽ là dành cho trận đấu giữa Jason Shaw và Fedorov thưa các bạn. Vâng, chúng ta đã được chứng kiến những đường cơ mang đậm tính chất biểu diễn tới từ cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn, và kiểm soát được vị trí ổn để có thể ăn được con bi mục tiêu số 2. Tuy nhiên sẽ hơi cò tay một chút. Vâng, gì đây? Đúng là một trận đấu mang tính chất giải trí cao thưa các bạn. Không, pha đó có khi là rồi, 5, 6, 7, 9, 4 con bi ở 4 vị trí quá đẹp và thuận đường để tìm đến nhau. Má này thì hơi lụt một chút, nhưng mà vẫn sẽ là trong tầm kiểm soát của Nguyễn Anh Tuấn mà thôi. Vâng, chính xác, trận đấu này là một trận đấu giao lưu thưa các bạn. Tình huống này thì cụ xử lý như thế nào đây? Đây rồi, đây rồi. Vâng, chúng ta đang được thấy những tình huống múa đầu tiên tới từ FNRS. Một tình huống cân 2 băng cộng 1-4 tới từ huyền thoại người Philippines. Cần thế mới là cần chứ. Rồi, chúng ta cùng chờ xem là FNRS có thể đi hết các chấm này hay không. Tình huống này mà cân 1 cộng 9 thì vâng, cũng ghê gớm đấy các bạn ạ. Con 9 nó chỉ đi lệch cái lỗ giữa một chút xíu mà thôi. Tuy nhiên là cũng đã dò chết được cho mình con bi mục tiêu số 7. Và một cú chặt băng mềm mại tới từ huyền thoại người Philippines. Và có một bạn khán giả nói tại sao không khí trận showmatch này nó lại căng thẳng như thế. Mình cũng đang cảm thấy là có gì đó hơi sai sai. Vẫn là một phong thái rất tập trung tới từ cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Có lẽ là tương đối khác so với những gì mà anh ấy chia sẻ trước trận đấu. Rồi, bây giờ các bạn có hỏi mình về luật chơi nữa thì mình cũng không biết phải trả lời như thế nào các bạn ạ. Nguyễn Anh Tuấn lại có cơ hội để quay trở lại bàn và xử lý cho mình bi mục tiêu số 3. Ồ,
Ok, thế này là vẫn xử lý được. Còn bì hủ tiếu số 4 rồi. Rồi, chúng ta cùng xem thợ múa điều ra năm. Vâng, một kỹ thuật nó hơi khó với tôi nhưng mà nó không hề khó với Nguyễn Anh Tuấn một chút nào. Rồi, sẽ là 6 đều. Tỷ số sẽ là 6 đều. Tình huống này có một tí cân củng gì không? Cân con bi số 3 vào cái lỗ góc bên tay phải phía xa màn ảnh. Thấp đầu gậy một chút và cái xòe đi khoảng tầm 3 băng về lại vị trí bi mục tiêu số 4. Ồ, vậy là một cú cân vuốt má bi số 3 để cân vào cái lỗ giữa bên phải thành băng được các bạn. Rất hay. Đấu tính chất giao lưu mà thôi. Thực ra là mình nghĩ là các cơ thủ họ vẫn sẽ đánh với tất cả những gì mà họ có thôi. Chẳng qua là về mặt tâm lý thì sẽ không bị đặt nặng bất kỳ cái yếu tố gì cả. Rồi, tỷ số được nâng lên là 7-6 dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Và có FaceTime với Emily Fraser là CEO của Matchroom để xin tham gia một trận giao hữu với huyền thoại FN Reyes. Đó là thông tin đã được xác thực. Còn tất cả những yếu tố còn lại về trận đấu đó sẽ được diễn ra vào lúc nào, thời điểm nào, có được diễn ra hay không, vân vân, thì sẽ phụ thuộc vào lịch của FN Reyes và sẽ có kết quả báo lại trong ngày mai. Rồi, đẩy một băng và ăn con bi 5 vào cái lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh chúng ta. Má như thế nào đây? Ép một băng ra rồi ăn vào cái lỗ góc bên tay phải phía xa. Không. Vậy là điều ra đây thì không biết còn đường. Rồi, vậy là 7 còn nguyên đường vào cái lỗ góc bên tay trái phía cái lỗ giữa bên tay trái màn ảnh chúng ta. Rồi, điều từ 7 đến 8 như vậy ok chưa các bạn? Và tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 7-8 dành cho huyền thoại tới từ Philippines. Lụt. Vâng, không lụt lắm. Nhưng mà cũng là hơi quá lực một chút xíu. Cái má tương đối vách và con cái răng dính sát vào thành băng. Vẫn là một cú chém tốt tới từ Tuấn Con. Rồi, và chúng ta cùng chờ đợi chiến thắng. FN Reyes đã đứng dậy rồi. Và chúng ta đã có được cái bắt tay giữa hai cơ thủ. Chúc mừng cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn đã là người giành chiến thắng trong trận match show, trận show match này. Rồi, hay quá, đã có va chạm chín để cho B2 thuận tiện hơn bao giờ hết.
gương mặt rất lạnh lùng. Một băng lên và tiếp tục là va chạm với bi số 9, như lần này thì đã khiến cho bi số 3 hơi khó một chút. Cân luôn cho sợ anh em ơi. Ôi đen quá, bị cái lại vào lỗ. Quá đáng tiếc. Bằng móc bi 5 ra, bị cái ở lại ở lỗ bi góc này. Không, nó tính lập tính công luôn. Bằng công bi số 5 mà lỗ 10 luôn, nhưng mà không thành công thôi. Dấu bi anh em ạ, lần này thì có vẻ quý ông người Pháp đã điềm tĩnh và có một tình huống phải nói là vừa hay vừa may của quý ông người Pháp Đỗ Khải. Không chạm bi số 8 thì cũng là một tình huống khó dành cho Martin. Đã có một tiếng lắc lồ, có chạm bi số 6 hay không? Đó là một tiếng lỗi rồi. Cơ hội dành cho quý ông người Pháp Đỗ Khải. Rồi, một tiếng cu lê nhẹ nhàng. Vâng, chào, cảm ơn bạn Đỗ Tiến Quang đã donate cho anh em ấy là 200.000. Nhưng mà vừa rồi có vẻ như là bi 8 lại gặp trục trặc rồi. À xin lỗi ạ, bi cái gặp trục trặc rồi. Nhưng mà cái má này thì vẫn ăn được thôi. Rồi, 1, 2, 3, 4 băng cho cẩn thận. Ôi dừng. Rồi, bằng một cách thần kỳ nào đó anh em ạ. Một lần thì có thể là rùa, nhưng mà hai lần thì chắc chắn là tính toán hết rồi anh em ạ. Một tay cho Đỗ Khải, tỷ số được rút ngắn xuống thành cho idol chúng ta và những gương mặt không thể giấu nổi những nụ cười của Ankade và người bạn ngồi cạnh. Quá tuyệt vời. Đại bàng tung cánh. Game đầu thứ tư nào. Bi 1 nằm đúng rồi. Bi cái ở giữa bàn, bi 2 có đường riêng. Lại dừng, ra lệnh cho bi cái lại giao tiếp rồi. Đây chính là điều mà tôi lo lắng đây. Quá hay luôn. Bi cái ôm bi 7 và được bảo kê bởi con bi 9 so với bi 4. Do gà thì phải. Không được. Rồi, liệu rằng có hở con 4 hay không? Có vẻ như là không còn đường ăn bi 4 anh em ạ. Rồi chặt luôn. Nhưng lắc lồ mất rồi. Và có vẻ như đây là một tình huống con 4 còn đường anh em ạ. Đã có một tiểu lắc lồ rồi. Đấy tôi nói mà lại. Chắc chắn là tỏ ra bình tĩnh thôi. Nhưng bên trong là nước mắt là biển rộng anh em ạ. Ngầu ngay lập tức để tập trung đánh con bi 9 này. Rồi và hai đều, đại bàng vừa tung cánh. Tỷ số được san bằng dành cho Đỗ Khải. Lắc lồ mất rồi, một tình huống mỏng quá của Đỗ Khải. Quá ngọt luôn. Giữa lồ. Úi giời, tuyệt vời. Còn một mỹ từ nào có thể dành cho Đỗ Khải ở con số 6 vừa rồi. Một cú. Một tình huống điều hơi sai về của Đỗ Khải. Một tiếng móc bị cái với chí luôn. Rồi. Còn này mà chưa tự thì nó gọi là buồn cười luôn. Rồi 4-2 mất rồi anh em ạ.
Đi thì ăn bi hai nhưng hóa ra lại là bi cái anh em ạ. Lại một lần nữa là vấn đề rồi, nụ cười trở lại trên đôi bàn môi của đôi cánh Đại Bàng. Bi cái. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Bốn ba dành cho Đỗ Khải. Nào bi cái dừng lại. Chỉ ở đây thôi, đừng đi đâu nữa cả. Để tỷ số sẽ chính thức là 3-4 dành cho Đỗ Khải. Như vậy là tỷ số 1 và số 5. Bi số 2 thì sau khi va chạm với bi số 3 thì đã có một má đánh thuận lợi. Lắc lùa mất rồi. Lắc lỗ hai con bi đơn rất đơn giản. Lại là một tình huống lắc lỗ của Martin. Đây rồi, lại cùng xem. Rồi, cuối cùng là quyết định phòng thủ rồi. Quá tuyệt vời luôn. Cứ gọi là luôn. Lỗi rồi. Rồi, tuyệt vời. Mà là nếu mà đánh nhẹ nhàng thì khả năng sẽ va chạm với bi số 8. Không, như vậy là vẫn còn một tình huống đủ lực để ăn bi số 4. Quá đơn giản luôn. Đó là những tình huống làm bạn với bi cái của Đỗ Khải. Thành công. Số được san bằng là 4-4. Chém luôn rồi. Bóng đã đi hơi dày một chút và vừa rồi đã có một tình huống Usain Bolt đã chạy nhanh hơn cái bi anh em ạ. Rồi ôi, bây giờ là mắc tê rồi, chưa mắc tin anh em ạ. Tính toán cộng 9-0 hay là vẫn một ăn chắc từng bi một. Rồi, bi cái được rồi, không vấn đề gì cả, chỉ chạm vào mà thôi. Cơ hội đấy rồi, cơ hội để Khải Tóc Dài lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Cậu ăn luôn, tỷ số là 5-4, cậu nói rồi mà lại. Ôi, cậu phá hơi tẹt cơ, vẫn ăn 8 anh em ơi. Nó gọi là tính hết rồi. Mặc tề quyết định cộng bi số 9 chẳng. Rồi, một tiếng cộng bì để san bằng tỷ số 5-5. Và Đỗ Khải thì sao? Thành công tiếp theo. Bi cái đâu rồi? Bi cái rơi xuống lỗ chăng? Chúng tôi vẫn muốn nhìn thấy bi cái và đã không thấy rồi. Rất đáng tiếc cho Đỗ Khải. Một tiếng va chạm với một bì ở giữa bàn đã khiến cho bi cái không được như mong muốn. Rồi, đã có một tiếng lắc lỗ rồi. Bi 1 thì vẫn đang ở ngay trước cửa lỗ khi ăn bi số 1 chăng? Đúng là như vậy. Và liệu rằng Martin có thể xử lý được hay không? Giữa lồ luôn anh em ạ. Khi mà thời điểm tỷ số là 5-5. Và như vậy là Martin đã hoàn thành xong trận đấu của mình. Kết quả cuối cùng, chiến thắng dành cho tay cơ đến từ Tây Ban Nha với tỷ số chung cuộc là 8-5. Một cú phá bi rất tốt của cầu thủ người Philippines. Anh vẫn được mệnh danh là vua đánh độ. Có lẽ cầu thủ Vương Tiến Mạnh cũng thuộc lứa đồng niên với cầu thủ Denis Okulo trong trận đấu này. Pha nhảy bi chạm ở bi số 2, tuy nhiên
đã để hở sườn rồi, cơ hội cho cầu thủ Denis Okolo 6-4. Tuy nhiên cũng ngay lập tức thì cầu thủ Lương Thiện giành lại 3 ván dẫn ngược 7-6, chỉ để cho cầu thủ Kaimoroto dứt điểm với 3 ván cuối. Rất tiếc cho cầu thủ Việt Nam, nhưng mà đó cũng là màn trình diễn quá ấn tượng của Kaimoroto, cầu thủ trẻ 21 tuổi người Philippines. Quay trở lại trận đấu thì Denis Okolo vừa thực hiện một cú đánh trượt ở bi số 4 rồi, một cú đánh phải cò tay cao gậy và Denis Okolo đánh dày bi số 4. Cú đánh bi số 4 rất dứt khoát của Vương Tiến Mạnh. Đây là cơ hội cho anh cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên bi số 6 này má hơi bị sượng một chút. Hoàn toàn có thể trô lại và ăn bi số 7 vào lỗ giữa bàn. Cú đánh rất dứt khoát vào lỗ giữa bên phải của Vương Tiến Mạnh. Bi số 8 là lý tưởng. Tỷ số được cân bằng 1-1. Như vậy là chấp nhận đánh bi số 5 ở một khoảng cách vừa xa vừa mỏng. Đây cũng hoàn toàn có thể là một pha chạy đạn của Denis Okolo. Chúng ta có thể thấy ngay sau khi tôi nói tình huống bi số 4 điều bi số 5 sẽ là tình huống chìa khóa thì Denis Okolo đã thực hiện không thành công. Một tình huống va chạm quá nhẹ vào bi số 6 đã khiến cho anh phải thực hiện một pha cò tay trong tình huống bi số 4 gần như thẳng tắp và anh đã phải chấp nhận đánh một cú đánh khó ở bi số 5 này. Và anh đã thực hiện không thành công rồi. Liệu có đuôi sau bi số 9 không? Không. Như vậy là được để lại cho cầu thủ Tiến Mạnh một tình huống bi số 5 vừa mỏng vừa xa. Đây sẽ là một cú chạy đạn thôi. Tình huống này công rất khó ở trên bàn Rason Wistosung. Vâng, rõ ràng là cầu thủ Tiến Mạnh đã cố thực hiện một cú đánh còng ăn bi số 5 trong tình huống vừa rồi. Cơ hội trao lại cho Robocop rồi. Tình huống vừa rồi chắc chắn phải là tình huống chạy đạn, không thể nào tấn công được trong tình huống vừa rồi. Tấn công chắc chắn là sẽ để phơi, nếu không may mắn thì ra khó thôi, chứ khả năng phơi con bi số 5 là rất cao và cầu thủ Tiến Mạnh đã để phơi. Còn việc ăn bi số 5 trong tình huống vừa rồi thì có thể nói là đánh 100 cú để may ra ăn được 5 cú. Bi số 7 vào lỗ giữa bàn phía bên trái. Tình huống thuận lợi cho Denis Okolo rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Rất có thể sau ván đấu này cơ thủ người Philippines sẽ thực hiện một pha nghỉ giải lao chiến thuật. Như vậy là một tình huống nhấn và không hề tĩnh ở trong bộ đứng của mình. Denis Okolo đã nhấn bi số 7 và không hề tĩnh trong bộ đứng. Anh đứng dậy, đứng phát dậy rất là nhanh. Và anh đã trượt bi số 7 rồi, đánh ra mỏng bi số 7 vào mong phía trên của lỗ giữa bàn phía bên trái. Cơ hội trao lại cho cầu thủ Tiến Mạnh, cần phải chớp lấy. Vâng, rất chính xác. Thuận lợi rồi. Tỷ số sẽ được nâng lên 6-3 và có lẽ đây sẽ là một pha giải lao đến từ Denis Okolo. Cú đánh an toàn nữa.
Tình huống này thì thật khó xử lý đây. Và Vương Tiến Mạnh đã nhường lại cú đánh này cho Denis Okulo rồi. Cú đánh tốt của Denis Okolo, thật ra là không tốt, xin lỗi các bạn. Tuyên tình huống bi số 2 ra bi số 3 này cũng rất cần phải xử lý. Vâng, bi cái cũng rơi vào lỗ giữa bàn rồi. Cú đánh không tốt của cầu thủ Tiến Mạnh ở khoảng cách xa, nhưng anh vẫn quyết định đánh một cú trô bi cái về điều bi số 3 xuống lỗ phía dưới bên phải. Vâng, thưa các bạn, trên luồng chat thì tôi thấy rất nhiều câu hỏi là làm sao để tắt được tiếng của bình luận viên mà vẫn có được tiếng bi. Thì rất đơn giản thôi, các bạn có thể vào trang web của webthethao.vn để mua cho mình những tấm vé đến xem trực tiếp ở nhà thi đấu Mỹ Đình. Đó sẽ là phương án mà các bạn sẽ có được không gian tốt nhất, có được tiếng bi và không phải nghe tiếng của bình luận viên. Giá vé là sẽ dao động từ 200.000 đến 2 triệu đồng cho những ngày đầu tiên này. Các bạn lưu ý là những cái vé ở ngay bên cạnh bàn, các bạn có thể đi lại trong khuôn viên thi đấu như những vận động viên chính thức, những vận động viên chuyên nghiệp, và được xem họ thi đấu ở cách khoảng cách chỉ khoảng tầm 5m, 10m thôi. Đó là những tấm vé có giá trị 2 triệu đồng. Và ở đó các bạn có thể nghe tiếng bi rất rõ mà không phải nghe tiếng của bình luận viên. Đây sẽ là một tình huống mà Denis Okolo phải xử lý bi số 6. Nhưng mà có lẽ vẫn còn đường vào lỗ góc phía bên phải rồi. Vâng, trạng thái thi đấu của Denis chúng ta có thể thấy là chưa được tốt. Cú đánh này lại bị mỏng bi số 6 rồi. Anh đánh bi số 5 ra bi số 6 hơi bị rén tay một chút. Nhưng cú đánh vẫn chính xác. Và tỷ số sẽ được lật ngược 7-6 cho Denis Okolo. Dạ vâng, tôi nói đùa vậy thôi, nhưng thực tế là như vậy đấy các bạn ạ. Đây là băng dài, băng ngắn và băng dài lên trên. Hơi thiếu rồi, tình huống băng hơi thiếu. Cú đánh đó sẽ đánh vào nửa chấm ở phía trên lỗ thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà tình huống đó là tình huống mà các bi sẽ chạy khuôn vào lỗ, vào phía gần lỗ, chứ rất khó để đánh ra xa được. Đánh vào chấm bi 1 kia thì có lẽ là chính là đường của bi 6 đứng rồi. Bi số 4 đang ở chấm 1 và đường A băng, ba băng đó là đường đã bị chiếm dụng bởi bi số 6. Chúng ta cùng chờ xem tình huống này Denis Okolo có thể xử lý hai phương án. Vâng, như vậy là anh sẽ để bi cái ở giữa bàn, có góc để đẩy vào bi, ăn bi số 6 và vào băng gãi bi số 9 ra. Quá lực rồi, quá lực rồi. Và sẽ tiếp tục phải là một cú chạy đạn từ Denis Okolo. Chúng ta đang nhìn thấy một chỗ có thể giấu bi cái này, đó chính là
khe bi 79. Tuy nhiên anh cũng phải rất cẩn thận với việc tính toán lực tưng của bi số 6 trong tình huống này. Bi số 6 sẽ không được tưng quá chấm thứ nhất tính từ cuối bàn đâu. Vâng, và quyết định không đánh một cú đánh lưu diêu lực và chạy đạn chết nữa. Denis Colo quyết định đánh một cú đánh cân bi số 6 lên vị trí giữa băng ngắn phía trên. Đây là một vị trí khó bởi vì vị trí bi số 7 là vị trí đang bị cò tay rồi. Chúng ta có thể thấy nhiều khi những cú đánh không ra đuôi lại là những cú đánh rất khó từ các cơ thủ. Mang tính chiến thuật rất cao, cú đánh mang tính chiến thuật rất cao từ Denis Okolo. Và sẽ lại là một tình huống điều bi số 7 phải rất chi tiết của Denis. Hai bi số 7 và bi số 9 dứt khoát không chia lìa. Và tình huống đó là Denis đã muốn gãi bi số 9 đó nhưng không thực hiện thành công. Một ván bi rất hay, một ván bi rất nhiều tiếng cười. Hãy cùng xem với chỉ có hai bi đích trên bàn thì cầu thủ Tiến Mạnh sẽ chạy đạn như thế nào đây. Để lại một đường A băng cho Denis rồi. Với khả năng A băng của Denis Okolo thì hoàn toàn có thể đây là một cú bi cái đính dính sau bi số 9. Vâng, hơi bị cao đầu gậy một chút, không phải hơi bị cao đầu gậy mà vào bi số 7. Hơi thẳng một chút nên anh đã không giấu được bi cái sau bi số 9 rồi. Tình huống này thì cầu thủ Việt Nam phải tấn công thôi. Quá chính xác. Chỉ chờ một cơ hội như vậy thôi và cầu thủ Tiến Mạnh đã biến một trận ván đấu mà phải chịu đựng rất nhiều cú đạn từ Denis Okolo thành một cơ hội giành thắng lợi, đưa trận đấu về điểm hưu hưu. Ui, quá đáng tiếc. Vâng, một ván đấu cuối cùng quá cảm xúc của Denis Okolo và Vương Tiến Mạnh, hai người bạn đồng niên. Hai người bạn đồng niên các bạn ạ. Vâng, xin chúc mừng Denis Okolo đã bước vào lượt 2 của nhánh thắng. Chúng ta cùng chúc hai cơ thủ có được kết quả tốt hơn, có được màn trình diễn tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo.